Thưa quý vị, bên cạnh các tiết học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học đóng vai trò quan trọng không kém, giúp cho học sinh được mở rộng thêm kiến thức cơ bản đã được học qua các môn văn hóa, đặc biệt là với bộ môn lịch sử, qua đó làm phong phú thêm kiến thức của học sinh trong giờ học nội khóa, tạo hứng thú học tập bộ môn này. Tại trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà, chương trình ngoại khóa với chủ đề Khát vọng non sông, danh tướng Nguyễn Tri Phương được tổ chức với sự tham gia của gần 500 em học sinh khối lớp 4-5. Với nội dung phong phú hấp dẫn, các em học sinh đã tham gia tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của danh tướng Nguyễn Tri Phương qua các vòng thi, ô chữ bí mật, lật mạng ghép, tìm di sản, chung sức. Hội thi đã tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương đất nước, góp phần thực hiện công tác giáo dục văn hóa lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Học sinh thì qua cuộc thi nó cũng sẽ học, các em sẽ được là học thêm được nhiều kiến thức bổ ích, biết thêm được về danh tướng Nguyễn Tri Phương cũng như là lịch sử của Đà Nẵng. Và các em sẽ thấy tự hào hơn khi mình là một học sinh ở trong ngôi trường này. Với các em học sinh, học lịch sử không chỉ là những giờ học trên lớp mà thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, qua các cuộc thi như thế này, giúp các em thêm yêu thích môn lịch sử, tưởng nhớ và tri ân đến công lao to lớn của các vị anh hùng, nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đầu chống Liên quân Pháp, Tây Ban Nha. Qua đó, mỗi em sẽ lại thêm yêu quý, tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Ở trong trường thì con rất là thích học môn lịch sử, bởi vì là con cảm thấy là môn lịch sử rất là thú vị, và bởi vì là mình có thể biết được những cái gì và những cái gì mà người dân mình làm vào ngày xưa á, và con biết được thêm về danh tướng Nguyễn Tri Phương nữa ạ. Con cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Con sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về danh tướng Nguyễn Tri Phương và tìm hiểu về những vị anh hùng khác. Thông qua cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, cũng như góp phần thực hiện công tác giáo dục văn hóa lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Với trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, việc giảng dạy lịch sử được thực hiện theo chương trình giáo dục 2018, không chỉ là các tiết học trên lớp mà qua các hoạt động ngoại khóa trực quan sinh động, sẽ giúp học sinh thêm yêu thích và ghi nhớ sâu hơn, giúp học sinh gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo hiệu quả tích cực trong dạy và học, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của giáo dục tiểu học.